tối ngày 22 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Busan, Hàn Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Ngọn lửa bùng lên vào lúc 19h39 phút theo giờ địa phương tại tầng 8 của một khách sạn 9 tầng ở thành phố Busan, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul hơn 20 km. Ông Kim In-jae, Giám đốc Sở Y tế Công cộng Busan cho biết, 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Những người khác đang được điều trị tại 6 bệnh viện gần đó. Ông Lee Sang-dun, một viên chức của Sở Cứu hỏa Busan cho biết, khách sạn này 9 tầng với 64 phòng, đang có 23 khách ở khi vụ hỏa hoạn bùng phát. Ngọn lửa đã được khống chế sau khi lực lượng cứu hỏa thực hiện công tác dập lửa. Hơn 150 lính cứu hỏa và 46 xe chữa cháy đã được triển khai đến hiện trường. Theo ông Lee, khi lực lượng cứu hỏa thâm nhập vào tòa nhà, họ phát hiện các nạn nhân nằm rải rác tại hành lang và cầu thang. Con số thương vong có thể tăng lên sau khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong tòa nhà. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.